Ôi thơm quá anh em ơi, sự thơm luôn. Để hôm nào nhờ các nhà sản xuất điện thoại tivi đồ xem là tự thử thấy mùi thơm liền nha anh em. Hello, chào anh em nha. Hôm nay anh em mình đã mua được cũng khá là nhiều sườn nè anh em. Mình mua mấy cái sườn cộm nè. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm một mâm cơm sườn cộm nha anh em. Lâu ngày quá anh em mình cũng thèm cơm này. Đây được 4 tấm sườn cộm heo vừa xỉ xong là mình vô mình mua tại lò luôn anh em ơi. Đây là mình đã chuẩn bị một ít cái phần da heo để xíu nữa mình làm tấp mỡ nha. Ở đây là gồm dưa leo, cà chua và 4 trái trứng gà. Đây là trứng gà nhà mình đĩ luôn nè anh em ơi, chứ không phải trứng gà công nghiệp đâu. Đây là mình sẽ xíu nữa cái sườn mình sẽ úp với mấy cái bịch sốt nước này cho nó tiện. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt sườn ra mình tẩm úp gia vị nha anh em. Sớm mình sẽ bữa nay hát hò dưới ta. Giờ mình sẽ cắt thành từng cọng này, mình sẽ úp gia vị nha. Sườn này là một bữa cơm, là mâm cơm cơm sườn siêu to cho anh em xem. Phần sụn nha, mình bỏ không được. Mấy phần này nó xấu á, nhỏ nhỏ mà để ra hoài đi. Thì mình sẽ lạc hết cái phần sườn này anh em ơi. Mình sẽ thập úp gia vị. Làm một mâm mà cơm sườn cộm. Cái cơm sườn này nhớ có lúc mà mình ở Sài Gòn năm 2010-11 anh em. Ăn một dĩa cơm là 70 ngàn ở trên đường nghỉ đi thập á, chuyên gia bán cơm sườn cộm mà không biết cái quán đó còn bán nữa. Mình cũng lâu lắm rồi mình cũng không có vô Sài Gòn. Một lúc đó mà làm mình vừa đi học mà vừa đi làm thêm anh em, làm làm phục vụ quán nhậu tháng được 1,2 triệu mà ăn với cơm 70 ngàn đeo đớn. Mà cái gì cũng phải ăn cho biết anh em ơi, ăn để cho trải nghiệm một lần nha. Chứ mình không thử biết chừng nào mà mình biết như thế nào, đúng không anh em? Cắt hết phần sườn cộm này thôi. Những cái rìa thì chắc mình bỏ vô trong tủ lạnh để cho má mình kho ăn cơm cũng được. Để lựa những cái con sườn nó đẹp như thế này mình mới dùng nha. Bây giờ mình sẽ cắt hết cái phần sườn này, sau đó mình sẽ tiến hành mình úp gia vị cho anh em xem nha. Đây là thành phẩm cái số xương mình đã cắt ra rồi anh em ơi. Đó. Còn bên đây là cái phần thịt mỡ mình đã xét ra để xíu nữa mình làm tấp mỡ nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình úp cái phần nước sốt đây. Và lượng này mình sẽ úp 3 gói nha. Cái đây thì gia vị người ta cũng canh sẵn rồi anh em ơi. Đây mình chỉ việc là mình cho thêm một ít củ hành và ớt mình đã giả cho nó tan cái độ cay. Anh em nào không có ăn cay thì khỏi cần bỏ ớt nha. Anh em mình ăn cay thì bỏ thêm ớt cho nó phê. Và một ít củ hành tím mình đã giả nhuyễn nha. Úp cho nó thơm nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ massage cái phần thịt này cho nó thấm. Trong thời gian đợi cái thịt này nó thấm này, mình sẽ tiến hành mình làm tấp mỡ nha. Ồ, cái nước sốt nó rất là thơm anh em ơi. Thật sự luôn. Cái kiểu như nó ấy như cái nước sốt trong cái gói mì gì ta. Gói mì gì mà quen mình quên cái tên mất tiêu. Rất là thơm luôn. Anh em xem nè. Cái miếng sườn tươi không? Úp cho cái nước sườn nó thấm lên lớp bề ngoài nó màu cánh gián rất là đẹp và thơm. Wow, thật sự rất là thơm nha anh em. Cái nước sốt này rất là thường hạng luôn.
Nếu đây mà anh em là có thời gian á, anh em úp gia vị xem lấy cái bàn bạc thực phẩm á, anh em quấn kỹ lại, bỏ trong ngăn mát, tủ lạnh. Qua đêm này sáng hôm sau mình nướng thì cái miếng thịt nó sẽ mặn nước hơn nha. Quá chất lượng anh em ơi. Thật sự rất là thơm anh em ơi. Cái nước sốt đây mà nhiều anh em mà không biết nấu ăn thì anh em mua cái bịch nước sốt này úp cũng rất là đơn giản. Anh em cứ việc ra tạp hóa mua một hai bịch, xé bể sang úp đổ vô, anh em massage tầm anh em để càng lâu thì nó ngấm gia vị càng ngon. Anh em bỏ qua đêm thì anh em bỏ trong ngăn mát tủ lạnh nha. Đó. Rồi, bây giờ mình trong thời gian mình đợi cái số thịt sườn nó thấm gia vị thì mình sẽ tiến hành ra mình làm tấp mỡ nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm tấp mỡ nha anh em. Nó có cái phần da anh em lưu ý khi mình làm mà mình khéo khéo ra mà nó nổ nó giang cái phần mỡ lên người nha anh em. Có da nó rất là dễ giang mỡ nha. Mình thích cho mình để da mình ăn lúc mỡ cho nó giòn. Còn nhiều anh em không thích ăn da thì anh em có thể cắt bỏ phần da. Tấp mỡ nhiều anh em cũng thích ăn tấp mỡ này, ăn hủ tiếu mà có ít tấp mỡ bỏ vào ăn giòn giòn ngon lắm anh em ơi. Bây giờ cái tấp mỡ mình đã vàng rồi anh em ơi. Đó, nghĩ là chắc giòn rồi anh em. Tấp mỡ đây mà ăn với hủ tiếu bánh canh có lép rồi anh em. Thấy lúc trước mình còn ở Đà Nẵng thấy người ta bán bánh canh lép cũng thường hay bỏ tấp mỡ với ớt khô, người ta làm sa tế này. Đó. Rồi, được dĩa tấp mỡ đây anh em ơi, tương đối ổn định nè. Bây giờ chuẩn bị mình sẽ tiến hành mình nướng sườn nha anh em. Nướng phần sườn bây giờ thịt cũng tương đối là thấm rồi. Mình tiến hành mình nướng. Bây giờ phần sườn của mình đã thấm rồi nha anh em ơi. Bây giờ tiến hành mình bỏ lên mình nướng. Ui. Cay anh em ơi. Vừa bỏ lên bếp là rất là thơm nha. Thơm lắm anh em ơi. Đây không ngon thì cũng phí. Sao mà không ngon được. Tới bụng chưa sếp Hiệu? Hôm qua đói luôn rồi nè. Ồ nước sốt này. Sốt này đúng đẳng cấp luôn nè. Rất là thơm, tiện dụng. Nướng riêu riêu anh em ơi. Lửa tốt quá thì nó sẽ bị cháy nha. Thơm ngào ngạt luôn. Không biết bữa nay ở quê mình có chương trình gì mà sớm trên hát, sớm dưới hát, sớm trên hát, sớm giữa hát luôn. Xíu nữa mình sẽ làm một mâm cơm nữa. Làm một bát cà phá. Mình đang nhờ má mình làm một tô mắm thần thánh để mình ăn với cơm sườn anh em ơi. Nhờ má mình hỗ trợ làm cái phần nước mắm nha. Thấy má mình mà xay với thơm rồi này. Trời khóm. Sườn này anh em mình nướng thì vừa chín tới thôi. Chín quá thì miếng thịt nó sẽ bị khô nha. Không còn cái độ mặn nước nữa. Rất là thơm nha anh em ơi. Cực thơm luôn. Ui anh em thấy mỡ không? Mỡ sôi nè. Quá thơm luôn. Đây mình trở liên tục dễ cháy lắm nha nè. Ôi dạ. Quá phê. Xèo xèo luôn em ơi. Trở về lị mà nó bị cháy.
em tới cái đoạn này anh em thấy đói bụng chưa, xuống bới tô cơm lụm liền. Thơm quá. Cái nước sốt này nó mình cảm nhận nó hơi nhiều đường nè anh em, đây mình nướng nó phải trở nhanh tay chứ không mà rất dễ bị cháy nha. Cảm giác nhìn là mình cảm nhận nó hơi bị ngọt á, nên dễ bị cháy. Mùi thơm quá anh em ơi, thật sự thơm luôn. Để hôm nào nhờ các nhà sản xuất điện thoại tư vi đồ xem là tự thử thấy mùi thơm liền nha anh em. Quá phê luôn. Bao thơm luôn. Tới đoạn này là anh em thấy bụng kêu ọt 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 đấy. Quá thơm anh em. Giờ cũng trễ anh em ăn cũng đói bụng à. Ôi. Thì mình sẽ đổ trứng ốp la nha anh em. Rồi. Sẽ làm vài cái trứng ốp la ăn kèm cho nó ngon. Rồi. Mình làm ức trứng ốp la xong đó sau đó mình sẽ làm một ít mỡ hành nữa là anh em mình có thể dùng được rồi nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ làm một ít mỡ hành nha anh em. Ồ, vàng quá. Làm mỡ hành một xíu nữa mình sẽ quát lên mấy cái cọng sườn mình ăn cho nó mềm và nó béo nha nè. Xem mỡ hành là anh em mình vô set up là anh em mình dứt luôn á. Rồi bây giờ mấy anh em mình đã hoàn thiện xong hết một bàn luôn anh em ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình trang trí ra nha. Sườn cọng à. Em mình sẽ trang trí lên cho đẹp. Đói bụng quá. Anh em thấy cái mâm này anh em có đói bụng không? Phải đói xong đói được. Rồi bây giờ tới trứng ốp la nha. Đó, trứng ốp la. Bỏ một ít cà chua lên đây nha. Em thấy cái bông không? Bông cỡ đó gì? Em phải đơn giản nữa nè em. Tỉ mỉ cái đó luôn rồi. Cái đó. Cái bông đấy mình cắt từ ngày hôm kia tới giờ anh em. À, vừa xem luôn á. Cắt 2 ngày 3 đêm. Đó, cà chua ăn cho đẹp da. Nói chung là mấy anh em mình ở quê thì ít khi dùng kem chống nắng. Chủ yếu là mình ăn cà chua rồi mình xe nước ép lên em. Uống là đa số là da ai cũng đẹp đó. Chẳng hạn như da mình nè, da mịn á. Đó. Bây giờ mình sẽ cho một ít tấp mỡ lên. Sau đó mình sẽ cho mỡ hành lên nha anh em. Cho mỡ hành lên cái phần xương này. Đó, xanh xanh đỏ đỏ đây. Mỡ hành này cho miếng xương nó ướt ăn cho ngậy.
ít lên trứng cấp la nữa. Hảo hạng. Đó, bây giờ mình sẽ ăn kèm một cái tô nước mắm á, làm mắm độc nè anh em ơi. Mình sẽ nặn chanh vô. Nay mình sẽ trộn với cà pháo nha. Được, mình trộn với cà pháo. Ăn ngay như những quán cơm ở Sài Gòn á. Đó, đánh đều lên nha anh em. Anh em nhận mắm độc về anh em ơi, trước khi dùng anh em lắc lên. Đó, nó xì ra liền à. Ui, thơm nứt mũi luôn. Này mình sẽ đánh đều lên này. Đánh là nó lên bọt như mắm tôm anh em ơi. Em thấy không? Sữa bọt không? Ui, mình sẽ cho cà pháo vào nha. Cà pháo đợt này hơi già anh em. Đợt này nó hơi già. Mình sẽ trộn lên cho thấm nước mắm nha. Mắm này dầm cà pháo anh em ăn cũng rất là ngon. Bún tư, thịt luộc, rau sống. Để mình làm phát đây. Mời em nha. Tuyệt vời. Đây là cái chai mắm ngọt của má mình làm này. Có khóm nữa nè em. Mắm khóm nha. Còn mà anh em trước khi dùng, anh em cho toàn xin một phút quảng cáo về sản phẩm mực riêng của bên mình nha. Đây là sản phẩm mực riêng bên mình nha anh em. Đó, bên mình là làm 100% là bằng mực đất nha. 100% là mực đất anh em ơi. Đó, mực con nào cũng nấy. Tùy theo hũ nha anh em. Cái mực nó xem như nhau chứ không có thể nào mà nó đều y như ở trong khuôn khổ đâu anh em ơi. Anh em đặt hàng ủng hộ mình thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. 0937 686 139. Anh em cứ vô cái Zalo của mình á, nhắn tin không cần kết bạn đâu. Hoặc là anh em đừng gọi điện, nhiều lúc mình bận mình không nghe máy được. Anh em vô Zalo nhắn tin cái bật cho mình là số điện thoại, địa chỉ và anh em muốn mua cần mua gì là mình sẽ người trực tiếp tư vấn và lên đơn cho anh em nha. Anh em nào muốn mua mắm độc này 40 số 8 hoặc là mực rim thì anh em cứ liên hệ Zalo của mình. Đó, mình cũng làm để bà con lên nhà ăn với cơm mà. Đó, có con to con nhỏ nha anh em. Chứ không phải là mực thì không có, không thể là nó đều hết một size được đâu anh em ơi. Đó, tôi có con to con nhỏ. Mực ăn rất ngon anh em ơi. Anh em mua về bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha, dùng để làm mùi nhậu này hoặc là ăn cơm. Nhiều lúc anh em đi làm về trễ là không kịp nấu cơm thì anh em bắt nồi cơm là bụp vào con mực là có một bữa ăn đơn giản anh em. Tuyệt vời. Bây giờ mình mời má anh em ăn ăn cơm với mình nha. Cơm xương. Đó. À, mình ăn thử một tấp mỡ nó có giòn hay bị chai nè anh em ơi. Giòn luôn anh em. Rồi một cái trứng ốp la. Còn xương. Đây miếng cà chua. Đó, chàng ít nước mắm. Nước mắm mình nhờ má mình làm này. Nước mắm khóm nè. Má mình kêu là nước mắm khóm nè. Đó, rửa đều lên. Ấp la bữa nãy mình ấp la nó hồng đào mà. Mình để cái chẹp cái nó ném cái nó chín bên trong mắt này mà. Nó làm vừa tới luôn mà. Để rau ăn chín mất à. Anh em ơi, nhiều anh em hỏi. Thôi mình kêu à, ủa thấy ớt mình ăn trong clip màu tím mà sao mà khi gửi cho anh em nó màu đỏ đó. Là khi nó chín nó sẽ màu đỏ nha anh em. Đó, khi nó chín nó sẽ màu đỏ, còn sống thì nó sẽ màu tím nha. Mình đa số là mình gửi ớt chín cho anh em về làm giống. Nên em về trồng đơn giản. Cứ bỏ vô đất ẩm à. Anh em thường xuyên phun sương giữ ẩm đồ, giữ ẩm cái phần đất á. À, tầm cỡ anh em 3 ngày một tuần là bắt đầu nó lên mầm à. Đơn giản lắm. À, miếng cà pháo anh em. Ừ.
quá. Đây anh em ơi, xương rồi. Nước sốt nè, mình nướng á, với cho vị rất là thơm này. Thơm đấy. Mực rim anh em. Mực rim mà có con to con nhỏ anh em, nhưng phải con nào cũng đều với nhau đâu. Mực rim anh em ăn cơm rất ngon nha. Coffee. Quá ngon anh em. Nước mắm này anh em chấm rau luộc á, rau muống luộc, rau lăng luộc, rau sống, thịt luộc, bún tư này, rất ngon à. Chục bờ nữa mà. Nước mắm mà má mình làm rất ngon. Đúng không? Quá đỡ luôn. Bây giờ mình kêu cô Hiệu cho ngồi ăn với mình để cho camera tập sự tiếp tục nha anh em. Đó. Nghe anh Toàn làm Hiệu mâm cơm hấp dẫn quá. Muốn ăn gì em tự dạ. Ghép tự chọn. Ăn trứng đi. Muốn ăn gì tự chọn. Đó, nước mắm á. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mua cơm này mình nghĩ là phải tầm 7-8 người, 8-9 người ăn hết cái mâm cơm này nè. Nấu nem luôn gạo, mấy cái sườn, mớ tấm bình đó. Thế cơm tấm siêu to không lầu. Rước nước mắm mà. Đó. Cảm ơn em nha. Mặn nước luôn. Cà pháp mới ăn với mắm đục ngon lắm. Giòn. Quá lạ luôn. Ngon ngon cơ. Mời cả nhà nha. Mực đêm bên này mình làm bằng mực đất nha nè. Mực đây uống bia nhào rượu hết sảy.
có cái mỡ hành á, tan cái độ béo á. Về cái miếng xương cọng em không có mỡ ra bao nhiêu anh em. Rửa thêm mỡ hành ra ăn rất ngon. Cái bị nước sốt thơm thơm vậy á. Ừ. Làm cái trứng ấp la này, mình cũng thích ăn trứng á. Thôi. Thấy nước mắm có 8 năm ngon không? Nằm có 8 năm đậm vị vậy đó. Mình tưởng làm nước mắm ấy mà ai ngờ bắt 8 nấu lên nữa. Có nước mắm mà, cho em mùi lít được công tác anh em. Đã chưa? Cho cầm xương to luôn. Ăn về khoảng cơm hiệu. Cái mẹ này là thôi mông mông ruột. Em mời cả nhà nha. Chép lụm về cho ba hai cây về muốn ăn cơm tấu. Dạ. Đúng thì sao mà ở trong gì nó còn nước luôn mà. Mình nướng lửa vừa anh em. Nó không có bị khô miếng thịt. Còn giữ cái độ nước ở bên trong. Thật sự mình ăn mới có một chút xíu này mà mình cảm thấy là hơi bị no rồi anh em ơi. Lúc trước mấy anh em mình thì ăn và chơi và quần quay thử thách á. Mấy anh em mình ăn một thời gian á là bao tử nó nở nó quen rồi. Cái khi mình dừng lại gần một năm á, mấy anh em mình nghĩ YouTube gần một năm rồi mấy anh em mình mới trở lại là cái cảm giác cái bao tử mình nó teo lại anh em ơi. Bây giờ mình nếu muốn ăn nhiều đó là phải tập lại tầm cỡ một tháng đến một tháng rưỡi là mình mới ăn lại được nhiều anh em ơi. Cái kiểu mà lúc trước ngày nào mình cũng ăn nhiều, ngày nào cũng ăn nhiều đó là bao tử mình nó lần nó co giãn rồi. Xem cái mình nghĩ một thời gian không có chơi trò chơi nhân phẩm bằng quay thử thách đâu nữa nên mình ăn đơn giản như bây giờ mình ăn có tầm một chén cơm hay một chén rưỡi cơm là cảm giác rất là no luôn. Còn bề hôm thì mình ăn có thể sức chứa cũng được tầm 2 kg hoặc hơn 2 kg tùy theo món anh em ơi. Có khi món nước mình ăn có thể còn hơn 3 kg nhưng bây giờ mình ăn cảm giác mình ăn cả tầm có 7-8 lạng là mình thấy nó no chứ không được anh em. Bề hôm thấy anh Toàn rồi quay ăn quá trời luôn. Thật sự em toàn căng ký không à. Thật sự ăn ngày là nghiệp đó anh em ơi. Cái gì nó có cái khổ riêng anh em ơi, chứ không phải là nhiều anh em kêu làm nghề này nghề kia cái này sướng cái kia khổ, nhưng không phải, cái gì nó có hai mặt nó hết anh em. Hai mặt hết thật sự luôn. Nên anh em yêu quý team mình thì cứ cho Toàn một lượt like và một lượt đăng ký kênh để kênh mình nhanh chóng phát triển hơn nha. Thật sự ở quê mình anh em nhiều anh em kêu đi sinh tồn, thật sự mình cũng muốn đi sinh tồn á, mà thật sự nguồn lực của mình không có đủ để anh em đi qua sinh tồn. Vì cụ hiệu thì nó không biết biết bao anh em ơi, mà đi sinh tồn ra sông ra biển mà không biết bao, mà anh em để đi làm mà đánh đổi gọi là cái sự nguy hiểm cho những người làm chung mình thì mình không có thể được, lỡ có chuyện gì thì mình không có cách nào mà gánh nổi anh em ơi. Còn mùa nay mùa hè mình thì trong suối là khô râm luôn. Hồi bữa mình đi sò cua sò quế cách đây khoảng
hồi bữa clip Bắc An anh em này, anh em mình đi xổ cua quý mà nước khô khô rang không có một hột nào. Còn phía trong hồ Quay Khế thì bữa nay người ta đã đấu thầu, người ta thả cá và nuôi cá trong đấy rồi, nên không thể bữa nào mình vô hồ Khế mình đánh bắt nữa, thì người ta đã bỏ tiền mua cá, mua con trống và thuê hồ Khế rồi. Bây giờ mình không có thể nào mà vô trong đấy mình đi thả lưới đánh bắt cá được, mong anh em thông cảm. Bây giờ anh em nào yêu quý Toàn mua sản phẩm mực đêm ủng hộ mình thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha, 0937 686 179. Chẳng qua là mình tâm sự cho anh em hiểu thôi, chứ mình không phải là mình than gì đâu anh em ơi. Thật sự nó có nhiều khía cạnh lắm anh em ơi. Vì lúc trước anh em mình thì năm số người thì nó đi anh em xin tàu mà nó dễ hỗ trợ qua hỗ trợ lại, ai cũng biết bơi, ai cũng biết lặn biết lội. Còn bây giờ cô Hiệu thì nó không biết bơi, mà một mình không có thể nào mà mình vừa đi cầm máy quay mình bơi ra giữa sông rồi mình bơi thuyền bơi thúng rồi mình ra mình đi thả lưới đánh bắt được, khó lắm anh em ơi. Nên mong anh em thông cảm cho mình, chứ thật sự mình phải là mình lười nhát để mình đi sinh tồn không, mình mà có nguồn lực là mình rất rất thích đi sinh tồn. Vì sinh tồn mà nó sướng một cái nè, anh em không có tốn tiền mua nguyên liệu đồ ăn này, anh em đi 5-7 ngày là anh em đã tiết kiệm được 5-7 triệu bạc rồi, có khi là cả chục triệu. Còn anh em ở nhà mua đồ ăn thì mắc quá, một tuần đơn giản như anh em ở nhà mua đồ ăn một tuần thì đơn giản anh em mất tầm cả 4 triệu tiền mua đồ ăn rồi, thật sự luôn. Nếu anh em mình đi, mình có nguồn lực đi sinh tồn thì nó khỏe hơn, mà cái lượng view nó sẽ cao hơn nữa. Nên ai cũng muốn kiếm tiền mà các bạn, anh em thông cảm cho mình. Bây giờ mấy anh em mình cũng xin phép dừng clip tại đây, hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em. Chào mọi người.